tin giáo hội Trung Quốc, thánh giá bị đốt và cờ treo trên tháp chuông các nhà thờ tại Trung Quốc. Lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Giang Tây, Chiết Giang đang gia tăng các hoạt động nhằm hán hóa Kitô giáo như đốt các thánh giá, treo cờ và biểu ngữ của Đảng Cộng sản trên các nhà thờ. Trong những ngày vừa qua, tại Hà Nam, thánh giá của một nhà thờ tinh lành bị đốt. Thánh giá một nhà thờ khác ở hà bắc cũng bị phá hủy, còn ở lạc dương thánh giá bị thay bằng lá cờ đỏ, và một trung tâm công giáo ở an dương bị buộc phải treo cờ. Trong một nhà thờ khác, các nhà chức trách yêu cầu gỡ bỏ thánh giá các khung chữ ghi các câu kinh thánh và cả bức tranh bữa tiệc ly. tại tỉnh giang tây chính quyền cũng làm những điều tương tự: các nhà thờ bị buộc phải treo cờ quốc gia trưng ảnh chủ tịch Tập Cận Bình và những khẩu hiệu ca ngợi chủ nghĩa xã hội. Ít nhất 40 nhà thờ tại Thượng Nhiêu bị buộc phải treo các thông cáo cấm người nước ngoài giảng đạo. Hán hóa, khẩu hiệu do Tập Cận Bình phát động từ nhiều năm nay nhằm mục đích buộc tất cả các tôn giáo phải đồng hóa với văn hóa Trung Quốc và trên hết là nhắm đặt các tôn giáo dưới quyền của đảng Cộng sản. Theo nhiều tín hữu Trung Quốc, dưới tấm áo của chủ nghĩa yêu nước, các tôn giáo đang bị gạt bỏ các yếu tố đức tin và được xem như công cụ chính trị phục vụ cho chính phủ và đảng. Một tín hữu công giáo nói với hãng tin Asia News rằng, lúc này với những lá cờ đỏ, những bài quốc ca, lệnh cấm những người trẻ đến nhà thờ, các nhà thờ dường như ngày càng giống với các văn phòng chính phủ hơn.